cả nước sốc. Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa bị bắt trước thềm Tết Ất Tỵ 2025, gây xôn xao dư luận. Quý vị và các bạn thân mến, trong những dịp lễ quan trọng, khi cả dân tộc Việt Nam đang hân hoan đón nhận những thành tựu của đất nước, thì ở đâu đó trong bóng tối, các thế lực phản động lại lợi dụng những thời khắc này để chống phá nhà nước, khiến cho người dân không được yên ổn. Đây không phải là chiêu bài mới, bởi chúng đã tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước một cách mờ ám, từ việc giải truyền đơn kích động bạo lực, tung tin đồn sai lệch đến việc kích động biểu tình và gây rối trật tự công cộng. Những âm mưu đen tối này không chỉ nhằm làm suy yếu sự đoàn kết của toàn dân, mà còn nhằm tạo ra sự bất ổn, chia rẽ xã hội và làm lung lay niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Tuy nhiên, dù các thế lực phản động có tinh vi và xảo quyệt đến đâu, dưới sự lãnh đạo kiên quyết của Đảng và tài năng của lực lượng công an nhân dân, những âm mưu và hành động phá hoại của chúng đã bị phơi bày ra ánh sáng. Lực lượng công an không chỉ đảm bảo an ninh trật tự cho xã hội, mà còn là bức tường thành vững chắc bảo vệ quốc gia trước mọi âm mưu khủng bố, phá hoại. Nhờ những mưu lược sáng tạo và quyết tâm đó, công an Việt Nam đã nhanh chóng nhận diện, truy bắt và vô hiệu hóa các đối tượng phản động, khiến cho chúng không thể thực hiện được các ý đồ xấu xa của mình. Vậy những đối tượng khủng bố này thực chất là gì? Chúng đã sử dụng những chiêu trò gì để thực hiện mưu đồ đen tối đó? Thực chất, Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Đào Minh Quân là kẻ như thế nào? Và công an Việt Nam đã ngăn chặn chúng ra sao? Chúng ta cùng tìm hiểu, phân tích qua video số này. Trước khi bắt đầu, quý vị đừng quên bấm like, nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận để giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Vào ngày 30 tháng 8, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan an ninh điều tra vừa phối hợp với Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Hậu Giang và Công an huyện Châu Thành A, tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vương Văn Hồng Nam, sinh năm 1963, trú tại tỉnh Trà Vinh, nơi ở hiện nay là xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, để điều tra về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015, qua mạng xã hội, Vương Văn Hồng Nam biết đến tổ chức phản động khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do đối tượng Đào Minh Quân cầm đầu. Nam đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội để kết bạn, trao đổi và liên lạc với các đối tượng là thành viên của tổ chức này. Sau thời gian tìm hiểu về đường lối hoạt động của tổ chức, Nam đã xin tham gia và được chấp nhận, được cấp bí danh, bí số để liên lạc và hoạt động. Mặc dù cơ quan công an nhiều lần làm việc răn đe, giáo dục Nam, cũng như tạo cơ hội để đối tượng từ bỏ tham gia và hoạt động cho tổ chức phản động khủng bố, nhưng Nam vẫn ngoan cố, cho rằng việc làm của mình là đúng. Không chỉ dừng lại ở hoạt động phản động tại địa phương, đối tượng Nam còn thay đổi địa bàn hoạt động, được tổ chức cấp bí số mới để tiếp tục duy trì liên lạc với các đối tượng cầm đầu của tổ chức phản động khủng bố. Nam đã tích cực tuyên truyền, lôi kéo nhiều người khác cùng tham gia vào các hoạt động chống phá. Cơ quan công an đã xác định đối tượng Nam đã thu thập thông tin cá nhân, lập danh sách hàng trăm người trong và ngoài địa bàn tỉnh Hậu Giang và gửi cho các đối tượng cốt cán ở nước ngoài nhằm thực hiện trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa theo chỉ đạo của tổ chức phản động. Quá trình bắt giữ và khám xét nơi ở của Nam, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu và thiết bị liên quan đến hành vi phạm tội. Đồng thời, cũng có nhiều đối tượng khác có liên quan đến Đào Minh Quân. Cùng ngày, Bộ Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Hoàng, sinh năm 1958, có hộ khẩu thường trú tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Hoàng được xác định là thành viên của tổ chức phản khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Từ năm 2019, thông qua mạng xã hội Facebook, Hoàng đã biết đến tổ chức phản động này do Đào Minh Quân cầm đầu. Sau khi tìm hiểu về cương lĩnh, điều lệ và đường lối hoạt động, Hoàng đã viết đơn xin gia nhập và được tổ chức này chấp nhận, đồng thời cấp bí số để Hoàng duy trì liên lạc. Hoàng đã sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều video và bài viết cổ suý cho các hoạt động của tổ chức, đồng thời bác bỏ chế độ cộng sản. Hoàng còn tích cực tuyên truyền về chiến dịch trưng cầu dân ý bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, với mong muốn hưởng lợi từ tổ chức này sau khi Đào Minh Quân về nước và lật đổ chế độ cộng sản để thành lập chính phủ mới. Gần đây, Hoàng đã nhận tiền từ các đối tượng phản động lưu vong để in truyền đơn và dự định phát tán tại các địa điểm công cộng ở thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Tại Long An, cơ quan chức năng cũng phát hiện các phần tử tương tự đang tích cực hoạt động để chống phá chính quyền. Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1975, đã phải đối diện với pháp luật sau khi Công an Long An phát hiện sự liên quan của anh ta với tổ chức phản động mang tên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Cũng giống như nhiều đối tượng khác, Trung bắt đầu tìm hiểu về tổ chức này từ năm 2018 thông qua Facebook sau khi nghiên cứu cẩn thận về cương lĩnh, điều lệ và đường lối hoạt động của tổ chức.
anh đã tham gia cuộc trưng cầu dân Ý bầu Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời đăng ký gia nhập tổ chức phản động với hy vọng sẽ được hưởng lợi ích sau khi chế độ Cộng sản bị lật đổ và Đào Minh Quân lên nắm quyền. Tuy nhiên, như câu nói, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, sau nhiều lần bị cơ quan chức năng triệu tập để răn đe, Nguyễn Văn Trung không thể che giấu thêm được nữa. Cuối cùng, anh ta đã phải đối mặt với pháp luật. Trong khi mọi người đang tận hưởng những ngày nghỉ lễ, vẫn có những người như Trung lựa chọn con đường sai trái và phải trả giá. Quả báo đến nhanh chóng và công lý luôn được thực thi. Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thực chất là một tổ chức phản động với nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Được thành lập bởi Đào Minh Quân, tổ chức này có tiền thân là Tân Dân Chủ, đặt trụ sở tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ. Đào Minh Quân, tên thật là Đào Văn, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1952 tại Thừa Thiên Huế, mang quốc tịch Mỹ, đã tự phong cho mình danh xưng Thủ tướng của cái gọi là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đào Minh Quân vốn là một cựu trung úy của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, thành lập tổ chức này tại Mỹ vào năm 1991 với những lời hứa hẹn hoang tưởng về việc khôi phục lại một chính quyền cũ. Ngay từ khi thành lập, Đào Minh Quân đã tiến hành chiêu mộ người tham gia bằng cách lợi dụng tâm lý của kiểm lý của người Việt tại các trại tị nạn ở Hồng Kông và Đông Nam Á. Họ vẽ ra viễn cảnh về một cuộc cách mạng sẽ giúp giải phóng Việt Nam, nhưng thực chất chỉ là những chiêu trò lừa đảo nhằm thu hút những người nhẹ dạ cả tin. Một trong những âm mưu lớn nhất của Đào Minh Quân là dự án xây dựng Tụ Nghĩa Đường. Mặc dù nghe có vẻ như là một ý tưởng cao cả, thực tế đây chỉ là một cái bẫy để lừa lấy tiền bạc của các thành viên trong tổ chức. Dưới chiêu bài kêu gọi đóng góp và bán cổ phần, Đào Minh Quân đã thu được một khoản tiền lớn xây dựng công trình trên mảnh đất mà vợ anh ta đứng tên. Sau khi hoàn tất, Đào Minh Quân công bố rằng công trình này không còn liên quan đến Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, biến tất cả số tiền đóng góp thành tài sản cá nhân. Không chỉ dừng lại ở đó, Đào Minh Quân còn lợi dụng và lừa lọc cả những thành viên thân tín như Quách Thế Hùng và Nguyễn Huy Hoàng. Quách Thế Hùng, người từng được phong chức đại tướng, cũng là một trong những nạn nhân của sự lừa dối này. Cuối cùng, tổ chức này chỉ là một màn kịch lừa đảo, lợi dụng lòng tin của những người vẫn mơ tưởng về một thời kỳ đã lùi xa. Vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, trong một buổi phỏng vấn trên mạng xã hội, Quách Thế Hùng đã chính thức tuyên bố rời bỏ tổ chức mà ông từng tham gia. Ông tiết lộ rằng, ban đầu gia nhập tổ chức này vì tin vào Đào Minh Quân, người mà ông tưởng là Đức Huỳnh Giáo Chủ tái sinh. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc và làm việc, Quách Thế Hùng đã nhận ra bộ mặt thật của Đào Minh Quân. Dù được phong làm đại tướng, nhưng thực chất Quách Thế Hùng chỉ bị lợi dụng về tài chính. Ông từng phải bán xe để đóng góp cho tổ chức, nhưng đổi lại là sự đối xử tệ bạc. Đào Minh Quân và tổ chức khủng bố của hắn đã sử dụng các hợp đồng giả để lừa lấy hơn 600.000 đô la Mỹ từ Quách Thế Hùng. Sau đó dùng số tiền này để thế chấp vay ngân hàng, khiến ông phải trả nợ thay. Không chỉ Quách Thế Hùng, mà Nguyễn Huy Hoàng và vợ ông, Trần Trương Nguyệt Ánh, cũng từng là nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo. Vì quá tôn sùng Đào Minh Quân, Nguyệt Ánh đã sẵn sàng dỡ bỏ cả nhà cửa để dâng cho hắn, với hy vọng được chia phần từ những cái gọi là tài sản chung. Nhưng khi nhận ra mình chỉ là một quân cờ trong trò chơi của Đào Minh Quân, cô đã quyết định rời bỏ tổ chức vào năm 2020. Những chiêu trò lừa đảo của Đào Minh Quân không dừng lại ở đó. Hắn tiếp tục đưa ra những lời hứa hẹn mơ hồ về việc hồi hương, chia đất, chia tài sản cho những ai trung thành với tổ chức. Hàng năm, Đào Minh Quân đều tuyên bố những kế hoạch trở về vĩ đại, nhưng thực tế hắn chỉ xuất hiện qua những hình ảnh và video trên mạng xã hội. Đó là một màn kịch hoàn hảo nhằm giữ chân những người nhẹ dạ tin rằng ngày mai dưới sự lãnh đạo của Đào Minh Quân sẽ tốt đẹp hơn. Để tiếp tục duy trì lòng tin và vơ vét tài chính từ các thành viên, Đào Minh Quân còn nghĩ ra một trò hề khác là các cuộc cầu dân Ý bầu hắn làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Bằng cách này, hắn không chỉ thu thập thông tin cá nhân của hàng triệu người, mà còn sử dụng những thông tin đó để tạo ra các chiến dịch truyền thông giả khiến người tham gia tưởng mình đang góp phần vào một phong trào lớn. Nhưng thực chất, tất cả chỉ là một vở kịch rẻ tiền, một trò lừa đảo công khai mà ai cũng có thể nhận ra nếu chịu mở mắt. Cuối cùng, bản chất lừa đảo của Đào Minh Quân đã bị phơi bày. Những người từng tin theo hắn, như Quách Thế Hùng và Nguyệt Ánh, đã tỉnh ngộ và rời bỏ tổ chức, trở lại với cuộc sống thực. Còn Đào Minh Quân, dù lừa đảo tinh vi đến đâu, cũng không thể trốn tránh mãi với những lời hứa hão huyền và các mưu đồ vô liêm sỉ. Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời chỉ là một vở kịch đen tối, nơi những kẻ lừa đảo và những người bị lừa cùng nhau diễn một màn kịch vô nghĩa trong giấc mơ quyền lực không bao giờ thành hiện thực. Những ai từng mơ mộng, nay tỉnh giấc nhận ra rằng mình chỉ là những quân cờ trong tay kẻ gian, bỗng thấy cay đắng và xót xa cho những tháng ngày đã qua. Điều còn lại chỉ là bóng tối và sự thất bại của những kẻ điên rồ mãi mãi bị giam cầm trong giấc mộng không bao giờ thành hiện thực.
Tiếp đó, để tạo lòng tin từ một số người dân trong nước, đặc biệt là những gia đình có quá khứ liên quan đến chế độ cũ hoặc những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, Đào Minh Quân cùng tổ chức của mình, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đã tiến hành nhiều chiêu trò lừa đảo. Một trong những thủ đoạn đó là thuê một số người Mỹ, đặc biệt là người da màu, tham dự các cuộc họp và giới thiệu họ như những nghị sĩ hoặc những nhân vật có tiếng nói trong chính quyền tiểu bang Mỹ, tạo cảm giác rằng họ đang ủng hộ tổ chức này. Quân còn đi xa hơn khi tự vẽ, viết và ký vào các văn bản giả mạo, giả làm những giấy tờ từ phía chính quyền Mỹ, cho rằng giới chức Hoa Kỳ có sự quan tâm và hỗ trợ tổ chức của mình. Với những chiêu trò này, Quân dễ dàng lừa gạt được một số người dân trong nước thiếu thông tin, khiến họ tin vào những chương trình như cấp nhà miễn phí hay trưng cầu dân ý mà thực chất chỉ là trò lừa đảo. Chương trình xây nhà, cấp nhà miễn phí được Quân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời tuyên bố triển khai từ năm 2019 và đến nay đã hơn 4 năm trôi qua. Tuy nhiên, chưa có một người dân nào trong nước nhận được bất kỳ món quà hay căn nhà nào. Quân chỉ tiếp tục hứa hẹn rằng sắp có và đang chuẩn bị. Nhưng thực tế thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Tiếp theo đó, Quân còn dùng chiêu trò đánh tráo khái niệm về cái gọi là trưng cầu dân ý nhằm thực hiện mục đích cá nhân. Thông qua việc này, Đào Minh Quân muốn lợi dụng lòng hận thù trong dân tộc để lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện cái gọi là trưng cầu dân ý. Họ đã vô tình chia sẻ các thông tin cá nhân như căn cước công dân, địa chỉ nhà cho những đối tượng mà không hay biết rằng họ đang tiếp tay cho tội phạm mạng. Họ không nhận thức được rằng chỉ cần bán thông tin cá nhân của một người, kẻ gian đã có thể kiếm được một khoản tiền nhất định. Theo như một người rêu rao trên mạng xã hội, hắn đã thu thập được khoảng 20 triệu phiếu thông tin cá nhân. Nếu những dữ liệu này được bán ra ngoài, kẻ gian có thể dễ dàng bỏ túi hơn 20 triệu đô la Mỹ. Thực tế đã chỉ ra rằng, nhiều người tham gia các hoạt động trên mạng với suy nghĩ đơn giản rằng, nếu nhận được phần thưởng như tiền hoặc quà thì tốt, còn nếu không có thì cũng không thiệt hại gì. Tuy nhiên, họ không hiểu rằng hành vi này là vi phạm pháp luật. Với phương châm đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại, cơ quan an ninh đã tiến hành nhiều đợt tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rằng việc tiếp tay cho các hoạt động này là sai trái. Nhờ đó, nhiều người đã nhận thức ra vấn đề và quyết định dừng lại trước khi quá muộn. Trước tình hình phức tạp của các hoạt động manh động như trên, Bộ Công an đã ra thông báo chính thức rằng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức khủng bố theo thông tin trên cổng điện tử của Bộ Công an. Bất kỳ ai tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ hoặc nhận tài trợ từ tổ chức này, hoặc tham gia vào các khóa huấn luyện, hoạt động do tổ chức này tổ chức, đều vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Hơn 79 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã thành công trong cuộc cách mạng tháng 8, giành lại chính quyền vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thời khắc lịch sử này đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, đi ngược lại với lịch sử cách mạng vẻ vang đó, cứ đến dịp cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9, trên các trang mạng chống phá lại xuất hiện những bài viết xuyên tạc về hai sự kiện lịch sử trọng đại này. Việc làm này không chỉ là hành vi chống đối nhà nước, mà còn làm lệch lạc nhận thức của một bộ phận người dân về lịch sử vinh quang của dân tộc. Nội dung của các bài viết thường có xu hướng tương tự nhau, cho rằng ngay cả khi không có cuộc cách mạng tháng 8, Việt Nam rồi cũng sẽ giành được độc lập. Họ lập luận rằng ngày 2 tháng 9 không phải là ngày quốc khánh, mà là ngày quốc hận, quốc nhục, quốc nạn, quốc tang, v.v. Một trong những luận điệu được nhắc đi nhắc lại là thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945 không phải do sự lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng không phải là kết tinh của sức mạnh đoàn kết dân tộc, mà chỉ là do may mắn trong dấu ngoặc kép do hoàn cảnh lịch sử tạo ra. Mục tiêu của những luận điệu này là nhằm bôi đen tinh thần, bôi đen tư tưởng của nhân dân, và về lâu dài sẽ hình thành một thế hệ có tư duy đòi xét lại lịch sử. Trong đó, không ít thành phần sẽ lật sử, trở cờ ngay trong chính nội bộ của đất nước. Đồng thời, họ lợi dụng các vụ án tham nhũng gần đây để đánh động, cho rằng tham nhũng là lỗi của cả hệ thống. Từ đó, họ kích động rằng những hy sinh trong cách mạng là để rồi quan chức lên nắm quyền và tham nhũng, vơ vét của cải. Các phần tử xấu nhân cơ hội đó hùa theo, miệt thị rằng đất nước đã giành được độc lập suốt 79 năm, nhưng đến nay nhân dân vẫn chưa có được tự do, quyền và lợi ích cơ bản của người dân vẫn bị chà đạp. Họ xuyên tạc rằng cuộc đấu tranh chống áp bức, bóc lột vẫn đang tiếp diễn. Mục đích của họ là lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết, thiếu kiềm chế của người dân và tâm lý đám đông để kích động, lôi kéo quần chúng tham gia tuần hành, biểu tình, gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý,
một số cuộc biểu tình đã diễn ra có sự chỉ đạo và hướng dẫn từ các tổ chức phản động nhằm tiến hành các hoạt động bạo lực chống lại lực lượng chức năng. Chúng ta vẫn còn nhớ vào năm 2018 khi các đối tượng gây rối tại Bình Thuận đã dựng lên luận điệu cho rằng đặc khu kinh tế là bán nước, tung ra các video kích động người dân xuống đường dưới danh nghĩa thể hiện lòng yêu nước. Gần đây, một số video đã xuất hiện trên mạng hướng dẫn người dân về những vật dụng cần mang theo khi tham gia biểu tình, cũng như cách phản ứng khi lực lượng chức năng kiểm tra. Những video này không chỉ đơn thuần là hướng dẫn, mà còn ẩn chứa trong đó những mưu đồ sâu xa của các tổ chức phản động người Việt lưu vong, như Việt Tân và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Các tổ chức này đang nỗ lực móc nối, xây dựng các cơ sở hoạt động trong nội địa để lôi kéo người dân tham gia vào các hoạt động gây rối. Cụ thể, họ đã sử dụng tiền bạc để chiêu dụ những người nhẹ dạ, kêu gọi các đối tượng hình sự bất mãn tham gia biểu tình và tấn công các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang. Trong số đó có cả những người nhiễm HIV bị thuê bằng tiền để thực hiện các hành vi này. Đáng chú ý, một số nhóm còn công khai hướng dẫn cách chế tạo bom xăng và kêu gọi biểu tình. Một chiêu bài đã từng được áp dụng trong các vụ gây rối ở Bình Thuận và miền Trung, lợi dụng sự kiện Formosa xả thải để kích động người dân. Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 không chỉ đơn thuần là một ngày lễ, mà còn là dịp để mỗi người dân Việt Nam ôn lại truyền thống yêu nước, tưởng nhớ đến hàng triệu chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những luận điệu bôi nhọ sự kiện lịch sử vĩ đại như Cách mạng tháng 8 và ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam vào 30 tháng 4 chỉ là hành động vong ơn với bao thế hệ người Việt đã hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc. Vì vậy, những ý kiến và hành động của những kẻ đi ngược dòng lịch sử chỉ có thể gây nhiễu thông tin và không thể ngăn cản được dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam. Mỗi người dân cần phải tỉnh táo, hiểu rõ giá trị của độc lập tự do và cùng nhau bảo vệ thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã đổ mồ hôi và xương máu để giành được. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng sự ủng hộ của quý vị và mong muốn nghe những nhận định, suy nghĩ của quý vị về nội dung mà chúng tôi vừa chia sẻ. Hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi có thể cải thiện và mang đến những điều thú vị hơn nữa cho quý vị. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.